Hồi nãy kể, hồi nãy đang đi câu kể ông nào đi câu câu mày hiếp hiếp dâm vậy? Kể lại rõ ràng cho anh em đây người ta nghe chứ coi. Anh tưởng là giỡn không mà nghe anh điện cho em hỏi là có đi chung với ai mà câu cá, câu cá lóc mà Trời trời. hiếp hiếp dâm không? Ghê Trời vậy. ơi. Trời trời đi chung thì câu cá lóc với ai mà hiếp dâm, ông nội chết tôi rồi ba ơi. Kỳ Rồi luôn sao sao nữa? xong lại lại em hỏi tính đâu à giỡn không à, rồi lại đã hỏi ông anh rồi ông nói là thằng đó đi câu ở đâu trên nhà thờ nè, hiếp Trời ơi. dâm nhỏ đó 12 tuổi Trời ơi trời. nghe rung hết trơn. Trời ơi trời. Rồi anh em ơi, bây giờ anh em chuẩn bị nướng cá ăn tất niên. Ăn tất niên bộ môn mình câu lô của anh em mình nha. Đó, ăn tất niên của bộ môn câu lô của anh em đam mê. Đây. Cá thì một giỏ ha. Cái cây đầy đủ. Đó, sọt mấy con cá nướng đi. Chết hả? Chết hả? Ngất ngư, ngất ngư. Dạ, phá thằng con banh gìn. Hồi nãy em treo vậy đó mà nó khó khó chết lắm. Rồi em để trên cái đó nó để trên chiếc xe nó cong cong quẹo quẹo mà dễ chết. Rồi cái gì nó cũng mạnh đạn lắm á. Không mấy những cái mấy những hành động mà đâm sọt này không có quen YouTube được. Hồi tử ta chơi gôm mình chơi cỏ ha. Nó có gôm mình chơi cỏ. Ê nhiều đóng nhiều quá nó cái lớn dữ không trời. Nó chết quá. Thôi mình chăm cho từ từ đi ha. Quẹt nó quẹt đó. Ủa quẹt của anh mới nãy bỏ đâu trời. Đó. Cái này nó chín tới đâu mà vậy đó, mà nó khét ăn thua vậy mình cạo ra ở trong cũng còn những nó à, nó không như thằng kia, nó không có xác thịt. Ồ cảnh đẹp quá trời nè Chí ơi, Chí ra đây đứng mua múa đâu rồi Chí? Ra trước đứng mua múa rồi. Đang đẹp mà em vô múa là xấu. Dạ. Yeah. Chứ. Ồ nó chín tới đâu luôn rồi đó. Nó tươi. Anh chanh không thấy thèm hả? Vậy rồi ăn chanh đi. Trời ơi. Con cá nó vàng. Tạo ra nó vàng cháy. Đi tạo chưa xong hả? Ủa mình nó mang lớp da luôn sao? Cháu à, nó tạo xong ở
vừa vừa mới mất bụi cho trời ơi quá trời cái đó cha này đã. Trời ơi con này có chị khám thai thôi ông nội ơi, nó có thai hả gì rồi. Ê, cứu nó hô hấp nhân tạo thả nó xuống sông rồi. Cái tội quá trời, có chắc không phải đâu, này ruột hay gì đó hay nó ăn con gì á, ăn coi chừng nước nha. Ê, coi chừng như chừng lời nữa đó. Ê, chừng mổ bụng ra đừng con nhé hơi con chóng á. Nhưng hồi chắc cái này nướng nãy giờ chắc cái body nó còn rồi. Ừ còn cái lưỡi quên nữa, lấy lại được cái lưỡi đó. Dạ. Mình mổ ra mình khám nghiệm tử thi nữa thôi, có gì trong bụng á, trùng trứng. Tháng này không có đâu, tháng này nghỉ đẻ rồi. Không đẻ đâu, ở bưng đặng chứ. Ui, quá sướng cuộc đời. Đó. Ê, trời, cái bọc nó xuống ớt để nó gì lên gì nữa gì. Ủa. Ôi, nó thơm ông nội mẹ, chịu hết nổi rồi. Mình cái đi đi. Đó. Anh em nãy giờ coi đừng chửi mình không làm, không làm chân đưa, không làm chân nha anh em. Phải có người làm người quay chứ. Bây giờ không có người quay gì, đâu có video đâu anh em xem. Anh em bây. Đó. Lên. Cái này đơn giản mà nhanh gọn lẹ lắm nha. Nướng cái xẹt là xong lụm. Cho bụng chín. Ăn đất niên uống câu cá đơn giản thôi. Ồ, tất niên chỉ vậy thôi anh em ơi. Đó nè. Đó. Vô thôi. Ủa mà bữa nay mấy rồi ta? Bữa nay 26. 26 hả? Rồi vô đi anh em ơi. Quỳ đi. Hả? Thì đẩy đi. Trời ơi. Cái nãy gì vậy? Bia luôn hả? Ủa gì là nãy không? Không nãy đâu có một đứa nguyên chai vậy bà. Trời ơi, vậy gì uống hết chai nước ngọt này đi. Đúng rồi, ok luôn. Nước chai nước ngọt. Không uống bia thì uống bia, không bia thì uống hết chai nước ngọt. Vô. Mà anh em à. Trời. Vô, giúp anh em ơi, chúc anh em năm mới vui vẻ nha. Mới cái mấy ngụm đầu vô nó ngọt ngay à. Ê mà xài đập thì nè nó ngon quá. Phải ăn xài đập chứ. Không phải đập mà làm mại chứ mà đập. Bỏ vô người tay ra. Nó tét cái đầu nó tét à. Quá đã anh em ơi. Không chua mà không chua. Tự nhiên đói bụng mà vô cái hổng nào ăn cá chứ ăn xài trước vậy. Nhớ xài thì chắc miệng mà tao. Ăn cá ngon. Rồi kêu view con cá đi. Con cá đi, từ từ đem này. Quàng nó ra vậy. Khám nghiệm mấy con có bầu trước kìa. Con nào không bự vậy hả? Ừ. Đây. Bẻ bỏ cái cây bớt được chút ra ngoài. Ra. Quá đã thiệt coi. Công nhận đi câu đối mà dứt này không có gì bằng luôn anh em ơi. Ở nhà cơm nước sẵn thừng vậy mà ăn không ngon. Ra bờ ra bụi ăn vậy đó mà nó ngon. Ủa miếng xài vô cái vợ đụng tới bụng hay luôn chứ. Quá trời giống nó ngọt. Giống ngọt anh vậy. Tới công chuyện rồi. Xé rồi ha. Xé là làm trước thôi. Hồi nãy mình không làm chứ bây giờ mình quay không, bây giờ thì cũng mình quay suốt luôn nha anh em. Hai cá này. Thiện nhiên chí nó ngồi nó ăn hết đi, mình chỉ việc quay thôi. Tại mình nãy mình không có nướng. Ừ chưa?
Quá đã, quá đã, quá đã. Mời anh em nha. Anh em gì? Mới có 12 tuổi mời chú bác. Mời anh em. Trời ơi, giỡn hoài. 17. Đang chúng cái mặt nó gì á. Cái gì? Rồi ăn chúng cái mặt rồi. Ờ cái mặt. Cái gì nó mặt kiếm không ra nó trả mặt lại. Mặt cá lóc rồi bổ rồi. Ê vậy chưa lấy cái ruột mà ăn chúng cái mặt gì? Còn ruột chưa cái ruột này. Đắng đắng rồi. Thì xé ra luôn đi mình. Trời ơi cái ruột. Ôi nó đâu có cái gì trong đây đâu có trứng gì đâu. Tháng này đâu có trứng. Thấy không? Có gà. Trời gà ruột bự dữ vậy. Gà nó bự. Coi nó mổ coi nó ăn có nháy hơi nè không? Có nháy hơi vô này không? Coi nhau nhất nước nãy giờ chắc còn cái nữa. Nó ngọt ngọt. Cái ruột này giống quất không? Nướng thì nó vậy à. Thường mấy ruột cá lóc mới người ta cũng quất luôn à. Mấy em nhậu nhậu phái lắm. Ủa mà nãy giờ mình là mình cũng mới là mấy em nhậu mà. Trời đặt mấy em nhậu phái phái rồi nữa. Rồi xử anh em ơi. Đây nè, mình thử mình review cho anh em một miếng. Nhất mình kèm một miếng da. Đó. Chấm mình chấm một miếng muối ớt. Mình ăn bóc như kiểu Ấn Độ vậy đó. Bắt lại phải không chị? Quá đã. Ngọt nổi mẹ luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Quá đã. Thấy gì cái ruột ngon lắm nha, đừng chê nha. Nó không có ăn con gì dưới trong cổng là được à. Nó ăn nhá hơi đó. Không có nhá hơi mình ăn cũng được, không đâu đâu. Sợ nó dính lưỡi cơm giảm một quất một cái một. Nó ăn da luôn à, da đã. Nhưng mà wow cũng bớt cái lớp đen đen nó bút da cái. Trời ơi, thịt bò thịt bò ngoài lớp dưới lớp đen ngoài già nó. Còn mình cạo ra cái lớp da thịt bò hả? Vô, vô đi. Vô đi chí thôi làm lon để chạy nữa. 17. Chí trời ơi. Cầm nước phích lên vô. Vô. Vô nè. Ủa hết trời đó nha. Ủa hết trời đó mày được. Nè, mà chạy về cái này giao thông nó phạt mình. Anh em ngồi để em ngồi mấy buổi chiến nghiện buông nghiện lắm. Có mình dục xuống sông luôn. Nó bu đây không sao đâu. Vô anh em ơi. Đây em thử bụng bụng coi. Em bụng bụng mới quá. Béo. Ừ, biết sao mà nãy nó đắng rồi đó. Nhẫn nhẫn. Nãy cũng luôn cái hộp chanh. Cái ruột ngon lắm, cái ruột ngon. Cái gà mình cái mặt à, mình để mặt á, mặt mặt luôn. Không có, ừ cái mặt buốt luôn mà. Ừ, luôn ngon lắm, đắng lắm. Sao ăn thường anh dồn như cái mình buốt luôn. Cái mặt đắng đắng của mình cũng không đắng dữ lắm. Ừ, đúng rồi, cá là nó không đắng gì đâu nha. Bế mặt ăn miếng da đã. Cái da nó giòn được không ta? Ừ. 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 Chảo thịt sạch đi, mình ăn da. Bữa nay mà không có anh Vinh thì thôi anh chị mớm. Mớm nặng. Mớm nặng luôn. Hai ngày đúng không ta? Không phải gọi là mớm là do xui quá. Bông luôn. Mớm là thường là không có cái tát rồi luôn. Không, ngày mai trời ngon thiệt anh nhỉ. Mai trời mát đỡ hết đỉnh câu rồi đó, còn câu cái chiều xỉn thì câu nổi trời. Lúc đó chắc không biết đóng đường nào nữa. Có giờ sợ quăng vô cây á. Sợ quăng vô cây không biết chết luôn. Quăng vô cả dính cá đóng cái tìm nhé. Đóng cái nổ đó, đóng cái sao tự nhiên nhảy xèo cái rồi đó người sáng vậy. Đóng cái bật cái tự nhiên cái còi đang trời lúc mà em câu nổi lên đơ là trời nó chưa có sáng đâu, nó mới hừng hừng à. Con cá nó chết luôn. Đóng cái bật cái ủa sao tự nhiên cái cựng nhẹ rồi con vội nó mất tiêu rồi. Nhìn lại ủa sao con dây còn có khúc à. Để về bữa nó nợ nó trả lại cho. Trốn lên nhà. Hả? Trốn lên nhà. Trả con mắt, mắt con mini đó. Anh em mắt thì cũng đâu còn được. Mà tao đóng cá mắt mẹ ơi.
Tự nhiên quăng cái cũng mất. Tại vì chứ không không gài cái phá lua là hỏi sao không mất bà con. Đây nửa con dính là cái bụng đó. Không là em sợ nó dãy văng ra chứ. Ừ, ngã là được rồi, hay không? Từ từ văng ra. Đóng nó dính rồi giờ mày mới vừa chịu lại cái nổ. Nuôi xong ha. Nó sẽ cá nhóc luôn. Chú đó cá nó dạ ngang lắm rồi. Trời ơi, trái xài nó ngon anh em ơi. Tay quá trời. Không. Ăn cá nướng uống nước ngọt vô thì dễ ấy lắm đi. Dạ là em hy sinh cho. Ngọt ghê kìa. Trời ơi xài dốt. Là cái này có cây me là cái review cho mấy anh em miếng xài xài dốt. Ừ, ngon nhìn ơi. Ăn chua luôn. Trời ơi đang còn ta ăn. Trời ơi. Miếng. Thôi thôi vậy cũng lớn. Ngon. Hai miếng xài kia. Hết có miếng cuộc đời anh em ơi. Ban đầu anh em uống hay mấy anh em ăn cá là thấy ngon lành, bây giờ ăn xài mấy em thấy ngon hơn con cá. Hơi ngán rồi đó. Còn cái ông đó ổng ăn xài mà uống nước ngọt anh em ơi. Không sao. Hồi tới công chuyện mà. Mà hồi đang ăn mà ăn thằng dậy mất tiêu nè. Bên này có cầu luôn. Ngay trời mát quá. Quá đã, quá đã. À. Mà đi quýnh thì mấy điểm nữa nhìn. Ăn rất miên còn quýnh gì nữa. Ăn rất miên nghĩ tết chứ còn quýnh nữa trời. Chắc nghĩ không được. Đang rất miên mà còn đi quýnh nữa các bạn. Chết luôn à. Rất miên người ta lại ăn miên từ qua năm mới người ta mới quýnh nữa. Giờ ta cộng tổng kết cuối năm rồi. Còn đi quýnh nữa. Chuyện chuyện nói đâu. Vậy hả? Thôi nói chứ câu cá không có cử ngày nào. Ghiền giờ nào đi dứt ngày đấy. Tết cũng đi luôn rồi chứ. Dễ Tết gì. Mà nằm điện thoại bấm bóng coi kéo cá hồi là cũng ghiền đi nữa. Mà năm nay Tết Covid mà chắc không đi chơi đâu được đâu đi câu cá. Đúng rồi đó. Năm nay đi câu cá là an toàn nhất. Ừ. Hồi nãy kể, hồi nãy đang đi câu kể ông nào đi câu câu mà hiếp dâm vậy. Kể lại rõ ràng cho anh em đây người ta nghe chứ coi. Anh tưởng là giỡn không à. Nghe tại điện cho em hỏi là có đi chung với ai mà câu cá lóc mà trời. Hiếp dâm không? Trời ơi, trời đi chung thì câu cá lóc với ai mà hiếp dâm, ông nội chết tôi rồi ba ơi. Kỳ luôn. Rồi sao nữa? Xong lại em hỏi tính đâu rồi. Giỡn không à. Rồi lại đã hỏi ông anh. Rồi ông nói là thằng đó đi câu đâu trên nhà thờ nè. Hiếp dâm nhỏ đó 12 tuổi. Trời ơi trời. Nghe rung hết trơn. Trời ơi trời. Tính đâu là giỡn không à. Trời ơi. Rồi tìm được chưa? Chưa nữa anh. Rồi có tả hình dáng sao không? Em cũng không biết luôn. Cào ốm ốm. Đừng nói cào cào ốm ốm thì chết ta luôn nghe chí. Có cái máy quay trên đầu. Ừ là đó. Trời tôi đi tôi có quay đàng hoàng rõ ràng lắm nha. Cào cào ốm ốm là gọi đi xin gút cái đó là. Chết luôn á anh em ơi. Chết luôn á. Thôi đó trời. Tôi yếu sinh lý thì hiếp dâm được mấy không? Lý hơi ca nghe hơi có nghe à.
Rồi anh em ơi, bây giờ sắp tàn cuộc rồi. Anh em mình còn tỉnh tỉnh để mình chia tay mình tạm biệt clip. Chứ hồi xinh xỉnh hết quay được anh em ơi. Ăn chưa hết cá nè. Mới đầu ăn cá ngon chứ hồi ăn xài không anh em ơi. Cảnh đẹp người gớm quá. Cảnh sau lưng mình rất là đẹp luôn anh em ơi. Bây giờ mình đi ra mình mua bốm rồi cho anh em xem nha. Đó, giờ ba anh em mình đi ra mua bốm rồi ha. Bốm lượng tung tăng là cái cảnh ngoài đó rất đẹp lắm. Rồi thế rồi mình tạm biệt anh em clip này nha. Mình coi như là mình đang tất niên xong đó, ăn tất niên tổng kết cái môn câu cá của mình là xong rồi đó. Qua hẹn anh em lại ở năm mới nha. Chúc mọi người sao giờ đi quên lời luôn rồi. Nói chung là chúc mọi người vui vẻ sức khỏe đi. Tiền bạc thì có làm thì tự động nó đến à. Còn giờ mình chúc mà anh em không làm cũng đâu có đâu. Rồi thôi, hẹn gặp lại ở cái nhà ở năm mới nha. Chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc nha. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye.